Xin chào các bạn đã đến với kênh Nước Nhật Có Gì Vui. Vừa rồi có dịp đến sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài thì mình thấy có các máy uống nước miễn phí từ vòi như thế này, đi kèm là màn hình TV quảng cáo cho nhãn hiệu máy lọc nước. Ở sân bay và đường phố Singapore thì mình nghe nói cũng có nhiều vòi uống nước kiểu này. Mình hiện chưa đi được nhiều nơi nên không thể nói kiểu uống nước này là phát minh của ai. Chỉ biết ở Nhật Bản thì đây là cách uống nước đã có từ rất lâu. Chỉ có điều là họ không kết hợp với quảng cáo, chỉ kết hợp với vòi nước rửa tay thôi nha. Nước này đảm bảo chất lượng, mình uống chưa từng bị đau bụng bao giờ. Uống xong các bạn chỉ cần khóa nước là có thể bước đi ngẩng cao đầu sang chảnh, không cần phải ngại ngần gì hết. Trong 2 năm sống ở Nhật thì mình thấy rất là nhiều vòi uống nước, đi đâu mình cũng thấy hết nha. Ví dụ như là đi leo núi, đi công viên tỉnh lẻ, khu thể thao ngoài trời, công viên trung tâm ở Tokyo, đi thư viện, ga tàu điện, gần núi Phú Sĩ. Không, cái này là sai rồi nha. Trời ơi, lỡ mà nó làm hình này thì mình không biết uống sao luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.